Tập đoàn Viettel cho biết hiện trên toàn mạng Viettel còn khoảng 500.000 thuê bao sử dụng máy 2G. Tính chung từ đầu năm đến nay, Viettel đã hỗ trợ chuyển đổi hơn 8 triệu thuê bao lên thiết bị 4G. Trong giai đoạn cuối chuyển đổi từ 2G lên 4G, Viettel đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. Kể từ ngày 20 tháng 9, Viettel triển khai hỗ trợ chuyển đổi miễn phí máy 4G cho 700.000 thuê bao cuối đang sử dụng máy 2G, với nguồn kinh phí lên tới 300 tỷ đồng. Các dòng máy hỗ trợ là điện thoại 4G, đáp ứng nhu cầu nghe gọi cơ bản, máy có bàn phím, âm lượng to, hỗ trợ giọng đọc khi bấm số hoặc có thêm tổng đài lưu trữ trên đám mây truy cập qua Internet, cho phép truy cập ứng dụng OTT. Viettel triển khai 12.000 điểm đổi máy lưu động bố trí tại các thôn, bản, khu vực đông dân cư, đồng thời phối hợp với tổ chuyển đổi số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số cho người dân. Trong thời gian vừa qua, Viettel tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng 4G, lắp đặt thêm 6.000 trạm phát sóng vô tuyến 4G, đưa vùng phủ 4G đạt hơn 96%. Mục tiêu đến năm 2025, vùng phủ 4G sẽ đạt hơn 98% dân số. Dự kiến sẽ hoàn thành xong việc chuyển đổi cho số lượng khách hàng này trước ngày 15 tháng 10, thời điểm tắt sóng 2G.